cả nhà mình ạ. Chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream của shop em trưa ngày hôm nay nha. Cùng nhau vào livestream săn đồng với shop các chị ơi, rất là nhiều mẫu đẹp trong live ngày hôm nay luôn. Cố gắng đặt hàng sớm sớm, em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Rồi bây giờ mẫu đồng đầu tiên em đang mặc trên người nha. 1355. Rồi cái em 1355 này hôm nay em sale các chị ơi 99.000 thôi. Em còn cho mình có vài cái cuối nha. Nền đen hoa nhí cho mình, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1355. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1355. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm bên em tư vấn chốt đơn nha các chị ơi. 99.000 đồng. Trời ơi, nó bị dăng rồi. Cái laptop nó nhăn dách luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1355 cả nhà nha. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm. Giá gốc em bán cho mình là 300 đúng không? Hôm nay em sale rẻ cực kỳ, 99.000 đồng, còn đúng hai cái cuối cùng luôn. 99.000 đồng cả nhà ơi. Đầm này cổ tim ha, eo đính đá cho mình nè. Rồi chị nào chưa có, chị Phạm Như, đầm này chị có rồi, mặc đẹp lắm em. Em cảm ơn chị yêu mình nha. Đầm này mặc lên là siêu mát luôn nha các chị ơi. Với trước lại vải von. Von em may kỹ hai lớp cho mình, nền đen phối cho mình hoa nhí. May cho mình hai lớp kèm một túi khóa kéo phía sau nha. Rồi 99.000 đồng. Đầm này em có cho mình là hai màu các chị nha. Rồi em đầm này có cho mình hai màu luôn. Hai màu này màu nào cũng sale luôn. 1354 là màu này. Đây 1354 là màu tím cũ dền. 1355 là màu đen cho em cả nhà nha. Sale luôn 99.000 đồng. Chia sẻ like cho em đi các chị ơi. Chia sẻ liền lên tường nhà vào nhóm và để với chế độ công khai em tư vấn chữa hàng luôn. Và các chị mình đặt đầm sale ngày hôm nay có chia sẻ livestream cho sắp 3 lần sẽ được chốt ngay giá giảm nha cả nhà. Rồi em chào chị Nguyễn Huỳnh luôn. 1354 là màu tím cũ dền. 1355 là màu đen cả nhà nha. Các chị mình thích cái màu nào của em thì mình comment liền phía dưới cho em, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho các chị mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1355, 1355 còn hai cái. 1355 còn hai cái 99.000 đồng nè. 1354 là cái em đang cầm luôn, sale luôn các chị ơi, 99.000 đồng đồng giá. Chị nào đặt hàng thì mình comment liền phía dưới cho em mã số sản phẩm với số điện thoại cho em, còn vài cái cuối cùng em sale luôn các chị ơi. Rồi tranh thủ mặc màu đỏ lên cho chị xem. Màu này màu tím cụ dền chị ơi, chứ không phải màu đỏ. Rồi ok, để em thay thử cho mình xem luôn ha. 1354 là cái em đang cầm, 1355 là cái em đang mặc. Đồng giá cho cả nhà mình luôn. Ngày hôm nay chị có là 99.000 đồng. Thay vì bình thường các chị mình mua là 299.000 đồng thì ngày hôm nay trên livestream này em chốt đơn hàng cho mình luôn. Giá ưu đãi chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Đồng giá cả nhà nha. Hai màu cho các chị mình luôn. Bình thường mình mua một chiếc 300, ngày hôm nay mình mua cả hai chiếc luôn, chỉ có 200.000 đồng thôi. Chia sẻ liền cho shop 3 lượt nha cả nhà. Rồi chị Thi Anh ok có đơn hàng của chị luôn, 99.000 đồng. Cái đầm này mà các chị mình mua hàng mà mua giá sỉ bên em đi cũng không bao giờ có được cái giá này đâu. Ngày hôm nay là các chị mình mua một chiếc, em tính cho mình cái giá phải nói là còn rẻ hơn giá sỉ nữa. Các chị mình tranh thủ vào livestream liền để mà mình săn đồng với shop nha. Rủ bạn bè cùng vào xem livestream các chị ơi, rất là nhiều mẫu đẹp trong live ngày hôm nay. 1354 là mẫu em đang cầm nè, còn 1355 là mẫu em đang mặc. Còn đúng duy nhất hai cái cuối cùng chốt đơn hàng cho các chị mình luôn. 99.000 đồng. Rồi 99.000 đồng đặt hàng đồng này comment liền phía dưới cho em nha. Chất von may hai lớp kèm thêm túi khóa kéo nằm đằng sau lưng. Tranh thủ đặt hàng sớm sớm thì giúp em tư vấn, hôm nay thì lên rất là nhiều đồng sale. Rồi mặc màu tím đi em, rồi ok luôn. Vậy em mặc lên cho chị coi luôn nha. Chia sẻ livestream cho em đi cả nhà ơi. Chị gia đình nhỏ ok có đơn hàng nè. Bình thường mình mua một chiếc 300.000 đồng, ngày hôm nay các chị mình mua cả hai chiếc đầm này luôn, chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng một chiếc. Mua hai chiếc có 200.000 thôi, không bằng mua một chiếc hồi đợt rồi nữa các chị ạ. Bây giờ mình chia sẻ liền cho em nha, để được áp dụng giá sale nha. Chị khách nào không chia sẻ là mình chưa có được áp dụng giá sale đâu cả nhà ạ. Rồi đây, bây giờ lên tiếp cho mình màu này. Màu này mã sản phẩm là chị Danh Phạm 1355 rồi ok. Hết 1355 rồi nha các chị, 1355 còn đúng hai cái thôi. 1355 còn đúng hai cái thôi, nó hết rồi cả nhà nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1354. Em chào chị Trần Mỹ Anh nha, chào cả nhà mình mới vô. Các chị mình vô like chấm bài cho em đi cả nhà. Chấm bài cho em đi, chia sẻ livestream đi cả nhà ơi. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1354. 1354. Trời đầm này đẹp quá các chị ơi. Hôm nay em sale phải nói là tiếc hồi hụt luôn các chị ạ. À. Cái đầm này bình thường em bán 300.000 đồng. Em bán 300.000 đồng các chị ơi. Ngày hôm nay một cái đầm này em chốt cho mình có bao nhiêu đâu? Chỉ có 99.000 thôi. Rồi 99.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1354 99.000 đồng. Chị nào mình chưa có đầm này đặt hàng sớm von hàng cả nhà nha. May hai lớp bên trong có lớp thun cotton nè.
kèm thêm cho mình cái túi khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1354. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. 1354 kèm số điện thoại cho mình là được cả nhà ơi. Von ha, hai lớp bên trong có lớp thun cô tông kèm thêm cái túi khóa cái ẩn phía sau lưng. Rồi 99.000 đồng các chị ơi, 99.000 đồng thôi, tranh thủ lên đơn sớm đi giùm em. Chị Thiên Hà có đơn hàng Von này chị ơi, bữa trước là bữa trước em bán một chiếc như vậy là 300, hôm nay em sale luôn các chị ơi, 99.000, chỉ có 99.000 đồng một chiếc đầm này thôi, đẹp xuất sắc cho các chị mình luôn nè. Đặt hàng mình không anh liền phía dưới cho em hả? Mã số của số này. Ê bà, cái này hư khóa nha, đừng có múc nó nữa nha. Rồi chị nào chưa có còn cái khác nữa nha. Ờ biết rồi. Rồi chị nào chưa có là mày đặt hàng sớm cho em. 1354 rồi 99.000 luôn các chị ạ. Rồi 99.000 đồng luôn, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa ha. Lên maxi đi, maxi hôm nay sale cũng 99.000. Rồi em gà chào chị Nguyễn Kim Nguyên, chào cả nhà mình mới vô, nói gì đó em hả? Rồi tiếp tục nha, thay thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa. Ưng ý thằng này của em thì mình đặt hàng sớm sớm là giùm em tư vấn. 1354. 1354 về Trần Ái lên ok. Phía sau luôn em có nhiều màu mới về cả nhà nha. Hả? Được rồi. Rồi chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm, muốn giảm rộng nhiêu? 56 hả? 55 hả? 60. À. Hông con xương chị to cũng tầm như đó. Này chị cao không xương chị to không nhỏ chứ được. Đụng xương rồi. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1336. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1336 cả nhà nha. 99.000 đồng. 99.000 đồng đầm này, đầm maxi dài nha cả nhà, mã số 1336. Sale luôn 99.000 đồng. Đầm này em còn size M 40-50kg nha. Rồi xuất sắc luôn các chị ơi, 99.000. Có chị nào mặc vừa mẫu này không ạ? 99.000 đồng mẫu này cho mình luôn. Cái chất lụa này mặc đẹp nha các chị. Coi giãn nhẹ nhàng ha, hoa dễ thương lắm. Nền đen có phối cho mình hoa hồng đủ màu luôn. Hoa hồng đủ màu trải đều trên nền vải. 1354 hả chị? 1354 còn L không ạ? Ê bà ơi, 1354 còn L không? Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm, em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho mà được. 1354. Rồi 1354 em còn M với lại một cái L đó chị. Ê bà, 1354 còn một L hả? Hả? 1354 còn một L hả? Cái tên hệ thống có đó. Rồi đây các chị ơi. Rồi 99.000 nha, 99.000 nha các chị ơi. 1354 99.000 nha. Chị nào đặt hàng thì mình cùng bên này phía dưới em tư vấn và chờ hàng luôn ha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1336. 1336 các chị ơi, xuất sắc luôn. Rồi khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng 1336. Em trước lên hàng cho các chị mình luôn, chị còn có giá tiền là 99.000 luôn ha. 1336 99.000 đồng, co giãn nhẹ nhàng, khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng. Mã sản phẩm là 1336. Chị nào mình đặt hàng đồng này của em thì mình comment lên phía dưới, anh em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho mà được 40-50kg mặc vừa mẫu này cho em. Với lại hiện tại thì bên em đang có cái mẫu đầm này đang sale này các chị ạ. À, bên em có cái mẫu đầm này đẹp lắm, con đẹp nè, vải cũng đẹp nữa, mà đang sale rất là rẻ luôn. Rồi chị nào đặt hàng thì mình comment lên phía dưới cho em nha. Mã số với số điện thoại cho mà được. Đếm hả? Rồi tiếp tục mẫu đang mặc trên người 1336 sale luôn cả nhà ơi, 99.000 ha. Chỉ có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm sớm liền, em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được. Rồi lên thêm cho mình cái đầm này, cái form rất là đẹp các chị ạ. Mẫu này mã sản phẩm 1384. Cái form đẹp, cái chất cũng đẹp nữa. Em bán cho mình là hết 2 size rồi. Bây giờ em còn có 2 size thôi. Là em sẽ sale luôn cho cả nhà mình ha. Có đầm nhung xè không em? Dạ có nha chị Phạm Hoa nha. Nhung xè thì hiện tại bên em là có nhiều màu lắm luôn á. Màu đen, màu xanh đen, rồi màu đỏ rượu. Phải không ta, còn cái nào nữa? À đây, cái này. Màu đỏ rượu cho chị nè. Màu đỏ rượu cho chị yêu mình đây. Màu xanh đen. Màu xanh đen. Đó. Với lại màu đen. Đây màu đen cho chị. Ôi ơi. Đây có lại màu đen cho chị ha. Chị chờ em xíu nha. Chị ơi, 43 cái màu. Đó. Rất là đẹp luôn. Ba màu cho chị yêu mình, dán đầm này dán xòe hết. Hai cái này là 299.000 nè. Còn cái này là 349.000. Dán nhung xòe cho chị luôn. Và hàng nhung may sắp em thì mềm mại nhẹ nhàng mặt mát nha các chị ơi.
xuất sắc luôn á, rất là mịn, hàng nhung thì lúc nào cũng mịn đẹp hết á. Rồi ba cái nhung này cho mình nè, dán xòe. Thì cái này thì em chỉ còn size 40 tới 60 kg, hàng con quỷ này. Còn cái này thì có size tới 70 kg nha. Vậy nào, ta sẽ quay lại màn hình này. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1384. Cái chất liệu vải này là vải vải poly hai da cả nhà nha, co dạng 1414. Co dạng 4 chiều cả nhà ơi. Đây cái túi giả. Còn bên đây là túi thật, khóa kéo nằm đằng sau lưng, có phối nơ 199.000 đồng, đẹp quá em cảm ơn chị ạ. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1384. 1384 chị nào chưa có lấy xài em đi. Sale luôn cho mình luôn còn 199.000 đồng. Đúng rồi đó, đó. Rồi, chị nào chưa có làm này thì mình đặt hàng sớm cho em. 1354 một cái mà. Rồi sao chị? Rồi ok ok, có gì à? Bên em sẽ có chuyên viên tư vấn cho chị ha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1384 199.000 đồng. Trời ơi, một trái sao ăn đủ, lấy đi trời trời. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1384. Lấy em đi, ba người ba trái. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1384, lấy đi. 1384 các chị ơi, chị còn có giá tiền là 199.000 đồng co giãn các chị ơi. Một lớp kèm thêm cái túi khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng. Lấy đi, xíu nữa ta xuống ta ăn chứ. Rồi chị nào chưa có? Ăn đủ không? Không đủ đâu. Rồi chị nào chưa có? 1 tiếng rưỡi nha, 2 tiếng. Mấy giờ lại? Chị nào chưa có là mày đặt hàng sớm cho em nha. Mấy giờ? Vậy là giờ xuống ăn ngủ luôn đúng không? 2 giờ chị xuống. Rồi chị nào chưa có là mày đặt hàng sớm cho em 1384 với số điện thoại các chị ơi. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi ha. 199.000 đồng rất là đẹp luôn, vô ly cho mình. Rồi bây giờ chị thích nhung á thì chị thích em lên màu nào á chị, về chị bình luận phía dưới cho em đi. Chị thích em lên màu nào chị bình luận phía dưới cho em đi chị ơi, em mặc lên cho chị coi. À hôm nay có chị nào mà mình 70 kg không các chị? 70 75 kg mình. Em có cái mẫu này em mới vừa về hàng nha, mặt trắng tươi luôn các chị. Cái mẫu này mới vừa về hàng mặt trắng tươi luôn, chơi lình luôn nè. Đó và em cũng đang sale có 100 mấy thôi nha. Chị nào 70kg á, mình bình luận phía dưới cho em đi, mặc lên người cho mình coi. Rồi, bây giờ em sẽ thay cho mình mẫu đầm này nha. Em lên đầm nhung đi. Chị ơi, đầm nhung chị thích màu nào chị? Em có 3 màu nè. Với lại em có sườn xám nhung luôn nha. Em có cho mình nè, mẫu xòe màu đen, mẫu nhung xòe màu đen, màu xanh đen với lại màu đỏ rượu cho mình như vậy. Đó, còn ngoài ra thì em có thêm cho chị. Em có thêm cho chị cái này nè. Cái này là sườn xám nhung. Sườn xám nhung chị ha. Rồi em sẽ treo nó ở đây. Đó. Ngoài ra thì em sẽ có cho chị là body. Body nhung màu tím luôn. Đó. Thì hàng nhung là em có nhiều như vậy đó. Rồi các chị mình thích cái mẫu nhung nào chị comment phía dưới. Bây giờ em sẽ lên cho mình cái đầm này sale 99.000 nha. Các chị mình chờ em xíu. Thích đầm nào đặt hàng sớm. Còn chị nào 68, 70, 72 kg mình comment phía dưới nha. Có gì à, em lên màu đen đi rồi ok chị luôn. Để em lên nốt cái này để em lên cho mình nhung màu đen ha. Chờ em chút xíu chị nha. Chị Trúc Đào ok có đơn hàng 1384 luôn. Còn chị nào đặt hàng nữa tranh thủ lên đơn thật là sớm cho em nha. Em tư vấn và chờ hàng. Mã số với số điện thoại cho em là ok nè. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người. Mã sản phẩm là 1329. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1329 hôm nay em sale rẻ cả nhà ơi. 99.000 đồng. Trời ơi, nó rất là đẹp luôn ha. 1329. 1329 hôm nay em chốt đơn hàng cho các chị mình luôn 99.000. Xuất sắc luôn các chị ơi, cái chất lụa mango ha, co giãn nhẹ nhàng cho chị yêu mình. Em may một lớp kèm thêm hai túi khóa kéo phía sau. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1329. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng. 1329 với số điện thoại cho em 99.000 các chị nha. Cổ tim nè, 40 cho tới 52, 54 kg, eo tới eo tầm 72, 74 độ về. Có nút cho mình nè, xung quanh viền đá lấp lánh với mình luôn. Đó, mẫu đang mặc trên người 1329 nha. 99.000 đồng, chất lụa mango, một lớp hai túi. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình nhung đen nha các chị. Nhung đen này là hàng em mới vừa về nè, giá của nó là 349.000 ha. Nhung này thì mặc lên rất là xa, để mặc thử với mình coi. Còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1329. 1329 hôm nay em sale luôn cho cả nhà mình là 99.000 đồng ha. Giá gốc bình thường em bán là 269, hôm nay em sale luôn còn có 99.000 thôi à. Rất là đẹp luôn, 1329 nha cả nhà, 99.000 đồng.
đặt hàng mình comment liền phía dưới cho em mã số 1329 và kèm với số điện thoại liền em tư vấn và chờ hàng giờ sau cho các chị mình luôn nha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác nữa. Rồi đây, thay thêm cho mình mẫu này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 14 mấy quên mất tiêu. Chờ em xíu nha, chưa nhớ mã các chị ơi, hàng mới chưa kịp nhớ mã luôn. Cái đầm này chất liệu vải nhung, nhung vân phối lưới. Cái đầm này nhung vân phối lưới nha các chị. Rồi, chờ em xíu nha. Đâu cái mặt đâu rồi? Cho cái mặt dính vô cái dây kéo luôn rồi. Rồi, chờ em xíu nha cả nhà. Đây em lấy cái mặt ra xem. Cái đầm này mã số là 1437. Cái đầm này mã sản phẩm là 1437 cả nhà nha. Chị nè, mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới cho em 1437 kèm số điện thoại cho em là được đó chị ơi. Đây cái chất nhung nè, màu đen nha cả nhà mình. Cái chất nhung này nó màu đen nha các chị mình ha. Nhung vân cho mình. Và chính giữa này á là những cái lưới nha các chị. Nhung vân phối lưới cho mình ha. Đẹp lắm luôn. Hàng này thì vải mịn. Co giãn cỡ tầm này, 40-70kg. Hai lớp kèm hai túi luôn, khóa kéo phía sau. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1437, hàng này mới về cả nhà nha, rất là dễ phối phụ kiện luôn. Đẹp lắm luôn nè các chị. Cái đầm này các chị phải mặc đi tiệc cho em đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi hàng này là vải xịn luôn nha các chị ơi, chứ không phải là ấy đâu, không phải là hàng vải dễ tìm đâu, rất là khó tìm luôn. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1437 nè, nhung vân phối lưới cho cả nhà mình 1437 nha. À, đẹp quá mà cổ hơi rộng, trời thầy em gầy quá đó chị ơi. Đây chị nào tròn người mặc nó sẽ hợp hơn em nha. Đây thiết kế cổ vuông, em thấy không có rộng đâu chị, rất là vừa mặc luôn. Cái áo bên trong của em nè, em mặc cái áo đó, cổ nó cao lên trên này quá. Đây nó rất là vừa mặc cho các chị mình luôn ha, không sợ hở cổ đâu. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1437. 1437 sale luôn cho mình, chỉ còn 349.000 đồng thôi. Đây là hàng mới về, hàng đẹp nha cả nhà ơi. Mặc đi tiệc rất là đẹp cho các chị mình luôn. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1437. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới cho em 1437 với số điện thoại. Em may cho các chị mình hai lớp kèm thêm hai túi khóa kéo ẩn nằm đằng sau luôn. Siêu đẹp cho cả nhà mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1437. Rồi, tranh thủ đặt hàng sớm sớm nha cả nhà ơi. Xuất sắc luôn cái vải này các chị. Cái vải nè, nhung vân cho chị. Đó, những cái vệt chính giữa này là lưới cho mình luôn ha. Đẹp xuất sắc cả nhà ơi. Đâu em để như thế nào cho mình coi. Đây đây, nhung vân nè, nhung vân phối cho mình nè, chính giữa này là lưới nè. Đó, các chị mình thấy không? Trong phần thân lại may hai lớp cho nên các chị mình mặc lên là yên tâm luôn, là không sợ thấy sợ lộ gì hết. Yên tâm hoàn toàn là không hề sợ thấy sợ lộ gì hết trơn luôn nha. Xuất sắc chưa cả nhà? 1437 nè, đẹp cực kỳ cho mình luôn. Đây, nhung vân này, nhìn nó như đám mây vậy đó. Còn phối cho mình chính giữa này là lưới. Đó, đẹp chưa các chị ơi? Phần tay này thì em may một lớp, trong phần thân lại may hai lớp luôn. Cho các chị mình yên tâm là mặt không có thấy không lộ gì hết. Kèm thêm hai túi có một màu duy nhất thôi, chỗ hàng này vải hiếm cả nhà ơi. Mặc đi chơi đi tiệc, mặc đẹp thoải mái dễ chịu cho mình luôn. Rồi 349.000 đồng mã sản phẩm là 1437 nha. Hàng đẹp mà chỉ có 349.000 đồng thôi các chị ơi. Chị nào chưa có thì mình comment liền phía dưới em tư vấn nha. 1437 kèm số điện thoại cho em vào được. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác nữa ha. Còn cái mẫu này của em đặt hàng sớm 70kg vừa vừa luôn các chị, 68kg vừa. 68kg chị mặc 2XL là đẹp luôn á. Thậm chí là chị nào 70kg chị mặc còn vừa luôn mà. Chị Diệu Nguyễn ok có đơn hàng luôn, 63kg có đơn luôn nè. Còn chị nào đặt hàng nữa tranh thủ lên đơn sớm sớm liền giúp em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được rồi. Em lên cho mình cái đầm màu đỏ cho tôi tương xíu nha các chị. Đầm này em còn vài cái em lên luôn. Chị Trần Thùy Linh, chị Trần Thùy Linh 62kg vừa. 62kg cao mấy 60 vừa nha chị. Em ở đây em cao mấy 65 nè. Em nay em cầm mấy 65 này chị ơi, mặc đẹp cực kỳ cho chị luôn, rất là vừa mặc ha. Hôm nay mặc bộ đồ bên trong, cái cổ nó hơi lên đây chút xíu, kéo nó xuống, nó vẫn nhỉnh lên. Đó, cái cổ này rất là vừa mặc, các chị yên tâm, hàng bên em là bữa trước em về cổ vuông á, là em về cho mình là nó cổ vuông nó bị rộng. Nhưng mà sau này là em may cho mình vừa mặc cực kỳ luôn, không có sợ rộng gì hết. Rồi, tiếp tục em sẽ chuyển thêm đây các chị mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Mình ơn đầm nào của em tranh thủ lên đơn thật là sớm em tư vấn cho hàng. Đây, lên cho mình thêm cái em đầm body. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390 cả nhà nha.
Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1390, cổ vuông, cúp ngực nhẹ cho mình nè. Tay ngắn, bo eo, dáng đầm, body. Phần chân váy em đắp chéo cho mình giống như là một cái nụ hoa vậy đó các chị ạ. Và đầm này thì em chỉ còn vài cái thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1390, em còn cho các chị mình là hai cái size M, hai cái size M, 15 cái size L và hai cái size XL. Và hai XL thì em đã hết hàng luôn rồi nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới. Cái em đang mặc trên người cái XL luôn này cả nhà, 199.000. 199.000 đồng mã sản phẩm là 1390, sale luôn cho các chị mình luôn. Chỉ còn có giá là 199.000 đồng. 40 cho tới 60, 61, 62 ký mặt đẹp cho em nha các chị ơi. Đầm này có, nó có 61 ký đi, nó có coi giãn nhẹ. 61 ký này các chị, đầm này nó có coi giãn nhẹ cho mình ha. Rồi, đầm này em còn cho mình là hai cái size M, 15 cái size L và hai cái size XL cuối cùng. 40 cho tới 61 kg mình sẽ mặc vừa. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390. Chị nào mình chưa có cái mẫu này của em thì mình đặt hàng sớm nha. Đầm body các chị ơi, chất liệu vải Atashi kim tuyến mà có nhiều rồi các chị, 199.000 đồng. Hàng đẹp cho các chị mình luôn. Lên form này siêu sang luôn các chị ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1390 nha. Mã số là 1390. Tiếp tục em sẽ lên luôn cho cả nhà mình cùng xem cái mẫu khác. Đợt này em về cho mình cái em vest này nè các chị ơi. Vest màu xanh rêu ha. Lên form là siêu sang. Nhưng mà ngoài vest xanh rêu thì em có cái hàng đợt trước này là cái đầm này màu cam. Vest màu cam này hôm nay em sale còn 159.000 đồng thôi. Đầm này số lượng còn ít ha. Và em cũng bị lẻ size luôn cho nên em sale luôn cho chị 159.000. Rồi còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1390. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1390. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm. Cổ vuông, cúp ngực nhẹ cho mình, phối nơ cho các chị mình ha. Tay ngắn cho mình, bo eo, dáng đầm body, xuất sắc luôn. Rồi cái em đầm này ngày hôm nay em chốt lên cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá tiền là 199.000 thôi. 199.000 đồng, đặt hàng comment liền phía dưới cho em mã số sản phẩm với số điện thoại em tư vấn luôn nha. Lên cho mình cái em đầm vest màu cam cà rốt. Đợt này em về màu xanh rêu, qua nay đơn đi quá trời các chị ơi. Các chị nào thích màu xanh rêu thì mình cứ việc comment cho em lên nha. Rồi. Bây giờ lên luôn cho mình cái mẫu này. 1397. Cả nhà mình đang theo dõi livestream chấm bài cho em đi nha các chị. Chị Ngọc Lâm ok có đơn hàng cho chị luôn. 1437 cho chị Ngọc Lâm. Còn chị nào đặt hàng nữa tranh thủ 55kg vừa không em? 55kg mặc size L đó chị. 55kg thường thường thì mình sẽ mặc size L sẽ vừa nha. Rồi bây giờ, ui là nhầm. Mẫu em đang mặc trên người 1397. 1397 hôm nay em sale luôn còn 159.000. 1397 hôm nay em chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá tiền là 159.000 đồng thôi. Cổ vest cho cả nhà mình đây. Tay ngắn cho mình, bo eo nè. Dáng đầm xòe nhẹ. Em may một lớp kèm thêm cho mình cái túi khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1397, em xem ngay cho các chị mình luôn. Chị còn 159.000 thôi. 159.000 đồng thôi cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1397. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn ha. Đây các chị ơi, chất cô tông lạnh mềm mịn mướt nè. Một lớp kèm túi khóa kéo phía sau. Bây giờ mẫu đang mặc trên người mã số là 1397. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1397, chị có giá 159.000 đồng. Không nha, tay đặt hàng nó hết các chị ạ. Phối cho mình nguyên hàng cúc phía trước, từ cổ áo chạy dài xuống cái phần chân váy luôn. 159.000 đồng ha. Rồi em mới về cho mình màu rêu nè. Chị nào thích màu rêu thì mình cứ việc comment phía dưới nha, em sẽ mặc lên cho mình xem. Cái hàng màu rêu này em về cho mình đợt này trời, phải nói là siêu phẩm luôn các chị ạ. Thích thì mình có việc comment phía dưới mặt lên sau nha. Còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1397, chỉ còn có giá 159.000 đồng. Còn xem M 40 cho tới 50kg mặc đẹp nha cả nhà. Đầm này hôm nay lẻ size thì em sale hết cho các chị mình luôn. Form lên rất là sang chảnh luôn nha cả nhà ơi. Giá cũ 300, hôm nay sale luôn còn 159.000 đồng thôi. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nha. Ok, đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm liền. Em tư vấn và chờ hàng mã số với số điện thoại cho em là được. Rồi đây em sẽ lên luôn cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm này. Ngày hôm nay chốt lên cho mình luôn giá 99.000 đồng. Xuất sắc luôn, 49kg mặc xe M vừa đó chị ơi. Chị thích đầm nào thì chị comment phía dưới cho em đi. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em.
chị thích cái đồng nào thì chị comment phía dưới giùm em đi chị ơi, mã số kèm số điện thoại, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới để tư vấn lên đơn cho chị ha. Đặt sớm thì có đơn sớm, đặt hàng chậm nó hết hàng, tại vì ngày hôm nay thì những cái ổ đồng bên em là nó bị lẻ sai hoàn toàn rồi, chứ nó không có còn đủ như trước nữa. Rồi lên luôn cho mình mẫu khác nha cả nhà. Tiếp tục đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346 nha các chị. Cổ tim phía trước này thì em sẽ may cho mình giống như cái nơ vậy đó. Tay ngắn dáng đầm chữ A. Đây phía trước may cho mình 3 mảnh, sau lưng 4 mảnh nha. Đầm này em may cho mình là 7 mảnh. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1346 với số điện thoại cho em là được, sale ngay luôn, chỉ còn 99.000 thôi, 40 cho tới là tầm 52kg mặc vừa. Em tối đa em tầm 72 đổ về luôn. 1346 chị có giá tiền là 99.000 đồng. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. 1346 99.000 đồng. Lụa mango cả nhà nha. Vải mềm, nền vải sẽ là màu nâu và có phối cho mình hoa hồng nha. Nền vải màu nâu có phối cho mình hoa hồng cam cam. Cam cam nhạt cho các chị mình đây. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1346. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1346. Chị khách nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chờ hàng luôn. 1346 chị có giá là 99.000 đồng thôi. 1346 chị có giá 99.000 đồng thôi cả nhà ơi. Coi dạng nhẹ nhàng khóa kéo nằm đằng sau lưng ha. Mã sản phẩm là 1346. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu đầm khác nữa. Lên cái đầm này ngày hôm nay em sẽ có size cho mình tới 70-75kg luôn nè. Cái này sưởng báo là tới 80kg á chị là. À. Chị nào mà mình chưa có thì mình tranh thủ lên đơn sớm thì dùm em nha. Lên cho mình mẫu đầm này 70-70 mấy kg là vừa cho em luôn. Chị khách nào đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm nha. Có chị nào mà mình có bạn bè mà cân nặng mà trên 65kg không? Bên em thì có những cái mẫu đầm mà trên 65kg luôn á. 70-70 mấy kg luôn. Chị nào đặt hàng mình tranh thủ lên đơn sớm sớm nha cả nhà. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Cái màu này mặc nó trắng cái bộ đúng không? Nay sale rẻ quá trời. Rồi đây tiếp tục lên luôn cho mình cái mẫu này. Cái này hồi bữa không có ủi nè. Phui ra rồi không có ủi luôn nè. Cái thun nè. Rồi. Hai màu là hay gì đó. Này có màu. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1435 cả nhà nha. Cái đầm này rất là đẹp cho các chị mình luôn. Coi dạng 4 chiều và không hề nhăn nhầu hay chạy nhầu vậy gì hết trơn luôn. Cái đầm này bữa em tháo từ trong bọc ra để mà mặc đó các chị, là không cần phải ủi luôn nè. Đẹp xuất sắc luôn các chị ơi, coi dạng luôn. Đó. Và cái em đầm này mình sẽ mặc theo hai kiểu. Kiểu thứ nhất thì các chị mình để suông chữ A như vậy mình mặc. Còn thứ hai thì các chị mình bóp eo lại, mình sẽ mặc theo cái kiểu dáng xòe. Thích mặc suông thì để suông, không thì các chị mình bóp eo lại cho em mặc theo cái kiểu dáng xòe nha. Và cái đầm này nó co giãn phải nói luôn á các chị ơi. Nó co giãn phải nói là siêu nhiều vậy các chị mình luôn. Không hề nhăn nhầu chạy nhậu vậy gì hết. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1435 và cực kỳ tôn da cho cả nhà mình luôn đây. Hàng đẹp luôn, chị khách nào đặt hàng tranh thủ lên đơn. Em cảm ơn chị Liễu Nguyễn nha. Cái đầm này mặc lên trắng á các chị. Cái đầm này mặc lên trắng á. Hồi nãy cái cổ vuông nó từ đây xuống tới đây đúng không các chị ơi? Cái đầm cổ tim này nó cũng ở đây thôi à. Các chị mình yên tâm đi, cái đầm cổ vuông hồi nãy nó không có rộng cổ đâu. Rồi, còn cái đầm này nè, các chị mình mặc lên nhìn trắng tươi luôn ha. Rồi, nền vải của nó là màu vàng nâu. Và có phối cho mình hoa hồng ẩn hiện ở trên nền vải ẩn nè, hiện ở trên nền vải nè, đẹp chưa? Có vài cái đó hoa hồng nhỏ nhỏ thôi. Ủa có vài cái đó hoa hồng ít ít thôi chứ không có nhiều. Chị nào mà mình thích mặc đầm ít hoa thì chọn ngay cho em mẫu này ha. Đẹp cực kỳ luôn. Đầm này thì 40 cho tới 70-75kg mặc vừa. Coi dạng cỡ tầm này. Coi dạng cỡ tầm này cho cả nhà mình luôn. Không sợ nhăn nhào chạy nhào vậy gì hết. Có hai túi hai bên luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1435. Cái đầm này hôm nay bán rẻ quá trời đó các chị. Tại vì thường á mà mấy cái đầm coi dạng á, nhiều chị khách mua lắm. Hôm nay em bán rẻ quá trời luôn nè. Chị nào đặt hàng đặt sớm cho em luôn, 199.000 thôi các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1435, 199.000 đồng.
Chị nào đặt hàng đồng này thì mình comment liền phía dưới, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn ha. 1435 với số điện thoại cho em là ok. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1435, co dạng 4 chiều, may một lớp kèm thêm cho cả nhà mình hai túi nè, xuất sắc chưa? Rồi nhanh tay đặt hàng. Chị mới nhận được hàng shop rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Lê Nguyễn rất là nhiều luôn ạ. À, rồi cảm ơn cái chuyện rất là nhiều khi nhận được hàng về nhà đẹp còn quay lại đây comment review cho em. Cả nhà mình nhớ nhận được hàng thấy đẹp quay lại đây comment cho em nha. Cái đầm là cái chuyện thấy không, nó co giãn nhiều mà nó không có thấy, không lộ bên trong luôn á. Nó giãn nhiều mà nó không có thấy bên trong luôn á các chị ơi. Đẹp ha. Vải này dày dặn vừa phải, mặc êm lắm. Em đây em cao mét 65 nè. Đầm này nó cũng khá dài đó các chị ạ. À, nó dài tới nửa bắp chân của em luôn á. Đẹp không các chị ơi? Thích mặc suông thì để dày mặc, không thích cái chị mình về nhà bóp eo cho em lại, bóp eo lại cho em. Cái dáng suông này các chị mình mặc thì sẽ không có sợ bị lộ bụng nha. Và bầu bị bong chen được cho em nha các chị. Bầu bị bong chen thoải mái, ngược chị nào trăm mấy bong chen được luôn nha. Rồi chốt đơn luôn. Cái này là cái size M nè, 56kg mà 57kg mặc vừa cái size M này của em. Đây là cái size M của em nè các chị ơi. Đó, chị nào mà mình thích mặc vừa với người của mình á thì mình 55kg 56kg mình mặc size M đi, nó vừa với cái người của các chị mình ha, và nó còn giãn nữa. Rồi 40 cho tới là tầm 70-75kg mặc vừa cho em mẫu này luôn. Mã sản phẩm 1435 ha, 199.000 nha các chị. Đầm này quá đẹp rồi đó, cái đầm này đẹp lắm. À, qua mẫu cả nhà ha, thích mẫu đầm này đặt sớm cho em tư vấn và chờ hàng. Mã số với số điện thoại cho em là được. Rồi em lên cho mình cái mẫu này đi. Cái mẫu này ngày hôm nay lên đầm ngắn hay đầm dài? Cái chị cái chuyện thích lên đầm ngắn hay đầm dài? Em có cái đầm này nè. Ủa, cái đầm ngắn đâu rồi? Cái đầm ngắn này em sale có 139.000 thôi à. Mà em không nhớ em để đâu, mất tiêu rồi chứ. Rồi, còn bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1435 nha. Không thấy đâu luôn, réo luôn. Trời ơi. Rồi thôi lên cái mẫu này đi. Cái mẫu này nè, mẫu cổ vest cũng 139.000 đồng, 1437 gửi chị đi em. Ok chị Kim Dương, 1435 1437. Còn cái mẫu này cũng đẹp nè chị, 1439. Em lên cái là chị mê liền luôn á. Mà chờ em xíu nha, em lên cái này cho mình coi thử. Cái này đang sale rẻ quá trời nè, 140 một chiếc thôi. Chờ em chút nha. Cái này 1435 cả nhà ơi. Co giãn nhiều cực kỳ, đầm này mặc lên nhìn trắng nè, với lại nó co giãn nhiều có hai túi luôn. Đó, mấy nay thì nhiều chị khách hỏi em ơi chị thích đầm co giãn nhiều mà em không có về được cho mình nhiều á các chị. Em săn được cho mình có mẫu này thôi à, hàng thun cao cấp cho chị luôn. Rồi, thun xịn luôn. Tiếp tục em thay thêm cho mình mẫu này. Mẫu này cổ vest ha, em sale 139k. Mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1376 139.000 ha. Nãy giờ em lên đầm dài rồi, giờ em lên cái này ngắn ngắn xíu nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1376. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm lên cái này các chị ơi. Cái này ui nha. Rất là đẹp luôn. Cái này rất là đẹp luôn. Chị nào mình chưa có cái mẫu này của em thì mình đặt hàng sớm liền, em tư vấn và chờ hàng luôn. 139.000 đồng. 139.000 đồng, 40 cho tới 66kg mặc vừa, co giãn cũng nhiều nha cả nhà. 40 cho tới 66kg, eo tối nay em tầm 85-86 độ, về mặt đẹp thoải mái, có co giãn nha cả nhà mình luôn. Nút này nó cách điệu, không thích để thì mình tháo ra cũng được á các chị. Tháo ra nhìn nó đơn giản chắc đẹp hơn luôn á. Rồi cái nút này nó cách điệu nha, không thích để tháo ra luôn cho em. Kèm túi nha cả nhà, mình khóa cái ẩn phía sau. Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1376 139.000. 1376 em sale luôn cho cả nhà mình luôn, 139.000 đồng, co dạng 4 chiều cho cả nhà mình đây. May một lớp kèm thêm cái túi khóa kéo ổng nằm đằng sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1376. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm. Rồi xong. Cái móng nó xước tay em, nó bầm luôn rồi. Thì ghê với ba. Rồi 139.000 đồng, 139.000 đồng các chị ơi. Bây giờ em sẽ thay cho chị xem cái đầm vest màu xanh rêu. Cái đầm vest màu xanh rêu đẹp lắm. Đó, còn mẫu em đang mặc trên người 1376, chất poly hai da, dày dặn và co giãn nhiều cho mình, 40 cho tới là 66kg ha. Eo tối đa tầm 86 độ, về mặt đẹp thoải mái luôn. Rồi bây giờ em sẽ thay thêm cho mình cái vest. Trời, cái vest này đẹp lắm các chị ơi. Cái móc nó bén ghê luôn các chị này. Xước một cái, bầm luôn. Rồi tiếp tục thay thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa ha. Ông đồng nào đặt hàng sớm sớm liền cho livestream em tư vấn và chờ hàng, mã hàng với số điện thoại cho em mà được luôn.
Rồi đây. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1439. Trời cái đồng này. Em nói với cái chị mình ha là em rất là mê cái màu này luôn á. Tại vì mặc lên nó trắng và cái form này là đợt này em may cái form này là nó quá đẹp. À, mang đây giày cao gót. Cả nhà cho em 5 giây ngựa ngựa nha. Rất là đẹp luôn. Cổ vest cho các chị mình. Tay lỡ bo eo, cái dáng đẹp không các chị? Dáng đầm phơm xòe. Vải này, cái đầm này thì xòe cũng khá là rộng đó, nhưng mà vải này thì nó đứng form với lại nó có độ rũ cho các chị mình luôn. Trong khi mình mặc lên á, nó sẽ rũ xuống. Đẹp ha các chị ơi, lên form đứng form đẹp chưa? Đường may mũi chỉ xuất sắc luôn. Kèm thêm cho mình cái túi. Phải nói cái đầm này là nhìn chỗ nào cũng không chê được. Trời cái màu vải nó sang các chị ơi. Lên cái form nó sang nè, xuất sắc chưa? 299 ngàn. Rất rẻ luôn, chị nào đặt hàng mình tranh thủ. Hôm qua hồi chiều hôm qua em có lên một lần. Đó. Và ngay bây giờ thì em lên cho mình thêm lần nữa. 14339. 39 đúng không ta? Đúng rồi đúng rồi. 299 ngàn đồng thôi. Và em về cho các chị mình 4 size, size M, size L, XL với là 2XL. Màu này mặc lên là siêu trắng cả nhà nha. Cổ vest cho cả nhà mình. Tay lỡ qua eo dáng đồng phơm xòe cho mình luôn. Em ở đây cao 1m65. Cái đầm này nó sẽ dài phủ hẳn bắp chân của em luôn. Chị nào cao tầm 1m65-68 thì mặc vô em nha. Tầm 5 phân thì xe xích. Ủa quên, tầm 3 phân xe xích không nhiều. 3 phân 5 phân xe xích không bao nhiêu hết. Rồi đầm này thì em sẽ chốt lên cho cả nhà mình là 299 ngàn đồng. Còn chị nào cao tầm 1m55-45 thì nó sẽ còn dài thêm nữa. Và mình mang cao gót lên. Mình mang cao gót 10 phân, 15 phân lên cho em. Là hách chân cực kỳ tốt cho mình luôn. Đó. Còn chị nào mà không thích mặc dài như vậy, thích lên lai cắt ngắn thì ô lên lai. Ok lên lai cũng được. Lên lai cũng được, để dài cũng được. Ô dạ, để dài nó đẹp các chị ơi. Để dài nó đẹp. Chốt lên cho cả nhà mình luôn. Với mức giá chỉ có là 299 ngàn đồng mẫu em đang mặc trên người. Mã sản phẩm là 1439. Mẫu em đang mặc trên người 1439, một cái màu rêu cho các chị mình đây. Trời ơi, mặc lên nhìn trắng tươi luôn cả nhà ơi. Kèm cúc cho cả nhà mình đây, cổ vest cho các chị mình ha. Đường may mũi chỉ đẹp, đường may mũi chỉ đẹp quá trời, không có chê vào đâu được hết các chị ạ. Rồi chị nào đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm sớm lên giùm em tư vấn luôn ha. 1439 kèm số điện thoại xuất sắc các chị ơi. Vải rất là êm luôn. Mình về nhà giặt ủi một lần thôi là mặc hoài không có sợ bị nhăn. Cái này nè em chưa ủi nè. Cái này em mới lấy trong bọc ra em chưa ủi nè. Cũng xe M, cái này cũng xe M. Đó em chưa ủi, cả nhà thấy không? Nó hơi nhăn xíu mà. Mình gấp lại nó hơi nhăn xíu thôi. À, mình về nhà mình giặt mình ủi ra. Cái này em ủi rồi nè, cái này chưa ủi nè. Nó khác gì nhau đâu các chị ơi. Y chang luôn, không khác gì nhau hết. Tại vì mình yên tâm. Hàng em mặc trên live stream sao ở bên ngoài y chang vậy. Các chị mình nhận được hàng đều kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Còn chị khách nào mà mình muốn được miễn ship thì chị cần dùng đơn cho em 600 ngày đồng em miễn phí giao hàng toàn quốc cho cả nhà luôn. Thì thật sự cái em đầm này rất là đẹp. Và các chị mình không nên bỏ lỡ nó đâu. Đó, cái mẫu đầm này thì màu của nó là màu hiếm, màu lạ. Vì trước em về cho mình màu cam, màu hồng phấn, màu da, màu đen, màu đỏ đô, màu vàng bò, màu xanh đen. Thì em đã về hết rồi. Với lại màu gì ta? Màu xám. Đó, là em đã về hết trơn rồi. Có màu mới nhà 70kg không? Chị Kim Dương em có đó chị. Hồi nãy em có lên mà mẫu 70kg không biết hồi nãy chị đặt chưa? À chị Kim Dương. À rồi rồi, hồi nãy chị đặt rồi đúng không? Rồi chị bên mình sao không làm size ớt nhỉ? Chị Ga Nguyễn, chị bao nhiêu ký? Em ở đây em cao 1m65, em nặng 50kg. Thường thường là em mặc đầm ở bên shop khác em mặc size ớt đó chị. Đó, nhưng mà bên shop này thì em mặc size M thêm thấy vừa nè. Còn nếu như chị thấy hơi rộng eo, chị về nhà bóc nhẹ cái vần eo vô cho em. Rồi, tại vì đầm bên shop này là chuyên trung niên. Thường thường mấy chị khách mà mặc size ớt tầm 40-40 mấy ký hoặc là tầm 3 mấy ký thì hiếm cực kỳ. Thường thường là mấy chị hơi tròn một chút xíu. Cho nên là em bên em thì may trong tầm là 40 cho tới là 65 hoặc thậm chí 70-75 kg. Rồi, chị đặt hàng thì chị không anh phía dưới cho em nha. Ở đây thì eo của em eo tầm 64 nè, em sẽ mặc như đây. Đó, em mặc như đây nè. Rồi, nếu như eo của chị tầm 60 thì mình nhả bắp nhẹ hai bên chút xíu vô là đẹp. Rồi, 1439 nha. Đặt hàng không anh phía dưới cho em. Mã số 1439 kèm số điện thoại tư vấn và chờ hàng luôn. Chỉ còn có giá tiền. À, nếu như mà đầm mà 70kg đây chị. Cái này được không?
Cái này 70kg cho em, còn cái gì nữa ta? Còn cái gì 70kg hồi bữa nhớ mang máng không biết còn không nữa. Rồi, cố gắng đặt hàng sớm sớm thì à, đây đây đây, trời ơi, quên nữa cái này. Cái này chị ơi, em còn hai cái này 70kg nè, ok không chị? Cái này cũng đẹp nè. Cái này là mã của nó là 1423. Còn cái này của nó là 1407. Chị thích cái nào? Hay là em mặc cả hai nha. Em mặc cả hai cho chị coi. 70kg cái chị mình chờ em xíu nha, em mặc đầm 70kg cho chị này xem đã. Nhưng mà vẫn có size nhỏ nha, vẫn có size nhỏ, size to. Cố gắng đặt sớm, đợt này về đầm 70kg nhiều đó các chị. Chứ hồi mấy đợt trước có đâu. Mấy đợt trước từ hôm Tết cho tới giờ không có đầm 70kg nha. Có đợt này là mới có đầm 70kg nha được thôi. Đợt này về cho mình mấy đầm ta? 1, 2, 4 đầm các chị, 4 đầm nha. Rồi chờ em xíu em lên cho mình cái đầm này đi. Nhung màu xanh navy, nhung màu xanh xanh đen nha mình nè. Nhiều chị gọi là màu xanh đen hay là màu xanh than đó. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1407 nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1407. Chị nào mình chưa có cái đầm này đặt sớm. Các chị mình mà có bạn bè mà có size tầm 6 mấy 70kg giới thiệu cho em nha. Cái đầm này nè chị, nhung, hàng nhung bên em chị yên tâm đi, nó mịn, nó mềm, nó mịn và mặt nó mát. Cho là chị cứ hoàn toàn em giới thiệu trên livestream 6 ngày y chang vậy, nhiều khi chị nhận được hàng bên ngoài nó còn đẹp hơn. Co giãn như vậy. Chị ra 55kg mặc size M này vừa cho em. Cổ này cổ vuông ha, cổ vuông vừa phải, phối cúc phía trước cho mình, cúc cách điệu không cài được, thích để thì để, không thích để tháo ra. Chị khách nào mà mình có bạn bè mà 6 mấy 70kg giới thiệu cho em đi các chị, đợt này em về cho mình cũng mấy mẫu 70kg mà đẹp đẹp không à. Rồi may một lớp kèm hai túi nha, khóa kéo phía sau form như vậy nha các chị. Form như vậy nè, đẹp chưa? Đầm này có 299.000 thôi. Cái đầm này đáng lý ra em có hai màu, nhưng mà cái màu này em bán hết size lớn rồi chị ơi. Cho nên mình không có mong chen được 70kg với cái em màu này. Rồi, hai áo đó chị có rồi em ơi, có rồi hả chị Kim Dương? Rồi, rồi xong luôn. Có rồi rồi thôi. Đợt này về cho mình được hai mẫu chị mới đặt rồi. Chị mới đặt cái 1435 với 1437 mất tiêu rồi đúng không? Đợt này về hai mẫu, để đợt sau coi. Từ giờ tới Tết em còn về nhiều lắm. Từ giờ tới Tết em còn về nữa. Giờ đặt trước hai cái đó cho em đi nha, em miễn ship với chị ha. Rồi, bây giờ mẫu em đang mặc trên người nè. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1407 299.000 đồng. Chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm cho em. Từ giờ tới Tết em còn về nữa, mấy này cả nhà thấy không? Cứ tầm tuần là em về mẫu, cứ tầm tuần là em về thêm mẫu cho mình. Cho nên có cho mình yên tâm, từ giờ tới Tết là quá trời quá đất luôn. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình mẫu khác nha. Ơn ý hôm này đặt hàng sớm nha, em tư vấn và chờ hàng. Em lên cho mình cái mẫu hôm này, hôm nay em sale 99.000. Cái hôm này em sale 99.000 nào, 1439 có mấy màu? 1439. Rồi bây giờ nè, bây giờ chị ơi, cái đầm 1439 này của em nha, nếu như mà chị thích cái form y chang vậy á thì chị có một mình nó thôi. Nhưng mà chị thích cổ vest đúng không? Chị thích cổ vest thì em sẽ có cho chị, để em treo ra cho dễ nhìn, thì em sẽ có cho chị màu cam. Màu cam nhưng mà tay ngắn, màu cam chỉ còn size M. Màu cam chỉ còn size M thôi. Đó, tay nó ngắn. Rồi, nó thì form cũng y chang, form nó cũng y chang luôn, nhưng mà tay nó ngắn. Cái này 159.000 đồng, chỉ còn size M thôi. Ngoài ra thì em sẽ có cho chị mình là cái màu này, màu hồng. Màu hồng này nó ngắn hơn, màu hồng này nó ngắn hơn nha. Đó, thì màu hồng này đang sale còn 159.000. Đó, nó cũng lẻ size, nó còn 40 cho tới là tầm 57kg thôi à. Thì em có hai màu luôn, màu da nữa. Đó, cổ vét thì cái này tay dài, còn cái này tay lỡ. Cái màu xanh này tay lỡ cũng cổ vét, nhưng mà nó lại khác nhau về cái tay, với lại khác nhau về cái này có nguyên hàng cúc, còn cái đó có hai cái cúc thôi. Rồi, còn thêm cho mình thêm một cái em vét nữa. Đây, nhiều vét lắm chị. Đây, cái em vét này thì là tay ngắn, dài chắc cũng tương đương á. Ui, ngắn hơn hả? Cái này em mặc thấy dài mà ngắn hơn một chút nữa này các chị ơi. Cái này đồng giá 299.000 đồng, cái này có đủ size nha. Cái này là sọc cho chị. Rồi, ngoài ra thì cái đó 299.000 đồng em nghĩ là mình nên mua, nó vừa dài vừa đẹp, form đẹp, màu lạ luôn cho chị mình. Rồi còn ngoài ra em có thêm cho mình cái vest này nữa. Cái vest này nữa nha. Đây cái vest này. Đó thì nó ngắn hơn cái màu rêu một chút luôn. Nó cũng 299.000 đồng ha. Cái vest này chân váy xếp ly. Thì mỗi mẫu vest nó sẽ có một cái khác nhau, nó lạ lạ một chút như vậy, chứ nó không hoàn toàn giống nhau hết.
cho nên các chị mình đặt hàng thì nó dễ, 1354 1355 CL. Chị Thanh Hồng, rồi có gì bên em tư vấn sau chị nha. Hai mẫu đầm đó hình như nó bị lẻ sai rồi. Các chị thấy chưa ạ, mẫu vest thì em có rất là nhiều màu, màu thì em nhiều cực kỳ, nhưng mà mỗi cái thì nó khác khác nhau chút vậy đó. Các chị mình coi coi cái mẫu nào mình thích. Rồi ngoài ra em có thêm vest sọc. Vest sọc này thì hồi nãy em mặc rồi, vest sọc này thì nó hơi ngắn một chút ha. Vest sọc này 139.000 đồng, 40-66 kg, mặc vừa, tay ngắn, tay vest sọc. Đây vest sọc chị ha. Rồi đó, ok chưa? Rồi chị thích cái vest nào? Nãy giờ em dơ lên khá là nhiều vest, thì chị thích cái vest nào nè, chị comment phía dưới cho em để mặc lên giới thiệu cho mình luôn. Còn mẫu em đang mặc trên người 1407 nha, 299.000 đồng. Đặt hàng mình comment phía dưới cho em 1407 với số điện thoại em tư vấn và chờ hàng luôn. Rồi ngoài ra em có cái đầm này vest body, vest body rất đẹp. Rồi, ngoài ra em có cho mình vest body đây đó, vest body, vest body, vest body mà tới đây là nó khá là dài luôn á. Cái em đầm body này khá là dài luôn á chị, đủ size 299.000 đồng, form đẹp cho chị yêu mình luôn. Rồi bây giờ chị nào chưa có, vui đó, chị nào chưa có thì mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số với số điện thoại trên là được. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. 1354 hả? 1354 hôm nay em sale 99.000. 1354 hôm nay em sale 99.000 nha các chị ơi. Chị nào đặt hàng mình comment phía dưới cho em mã số 1354 với số điện thoại thêm mặt lên thử với mình coi ha. Ưng đồng nào đặt hàng thật là sớm bên em tư vấn và chờ hàng, mã hàng với số điện thoại cho mà được luôn. Đó thì bên em thì có một số mẫu vest như vậy đó chị. So với cái em vest này nha, đó thì nó khác nhau như vậy đó. Thì chị thích cái vest nào chị comment phía dưới cho em đi. Mỗi vest là một kiểu khác nhau. Đó, đầm cổ tròn hay đầm cổ tiêm cũng vậy, hoa khác, kiểu khác, có cái ngắn, có cái dài chứ không có cái nào bằng nhau hết. Rồi bây giờ em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nha. Mẫu lần này em chốt đơn hàng hơn 99.000. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1354. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1354, đầm này thiết kế cổ tiêm cho mình nè, tay lỡ ha. Rồi bo eo, phần eo đính đá, khóa kéo nằm đằng sau lưng. Em chốt đơn hàng luôn, giá chỉ có 99.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1354. Chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm liền, bên em tư vấn và chờ hàng luôn. 1354 với số điện thoại cho em Von. 40-52 kg, đầm này em hết size L, hồi nãy em còn một cái mà giờ hết rồi cả nhà nha. Hiện tại chỉ còn M thôi. 1354, 1354 em sale luôn cho cả nhà mình, chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng, 99.000 đồng thôi. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm von hàng nha cả nhà. May hai lớp kèm thêm cái túi khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1354, sale luôn các chị ơi. Đầm này giá cũ bình thường em bán 300, ngày hôm nay thì các chị mình đặt hàng đầm này thì giá nó rất là rẻ, là 99.000 thôi à, 99.000 đồng thôi cả nhà ơi. Đặt hàng đầm này mình comment liền phía dưới, bên em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số là 1354 và kèm với số điện thoại cho em là được. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1354. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn, trước von nha cả nhà. May kỹ hai lớp kèm thêm một túi khóa kéo phía sau. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1354 lên sườn xám rồi, ok chị luôn. Hết sườn xám thì lên sườn xám nha cả nhà mình luôn nè. Thích mẫu nào cứ việc comment phía dưới, em mặc lên thử với mình coi. Sườn xám này em mới vừa về nha cả nhà. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1354. 1354 hôm nay em chốt sale cho các chị mình luôn, 99.000 đồng. Bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả nhà mình sườn xám ha. Chị nào đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm sớm liền cho em tư vấn và chờ hàng. Mã hàng với số điện thoại, đừng quên chia sẻ live stream cho shop 3 lượt nha cả nhà. Các chị đang theo dõi live thì mình chấm bài tương tác cho em nha. Rồi đây, thay thêm cho các chị mình cùng xem cái mẫu này, sườn xám siêu đẹp cho các chị mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1394. Tiếp tục đập em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1394 này cả nhà. Cái cổ này là cổ tàu cho mình nha, tay lỡ, bao eo cho cả nhà mình. Dáng này dáng sườn xám, em cao 1m65, đầm này dài tới lưng chừng là nửa bắp chân của em luôn á. Đó, đầm này nè, dáng sườn xám, trời nó đẹp. Có tặng phụ kiện nha cả nhà. Cái phụ kiện này phụ kiện rời phối với cái đầm này cũng được. Các chị mình tháo rời ra phối với cái đầm khác cũng được luôn. Mã số là 1394. Rồi một cái em sườn xám rất là đẹp.
vải đẹp nha các chị ơi, hàng nhung vân, phối kim tuyến lấp lánh đủ màu và có co giãn nè. Hàng vải này đẹp mặt mát nha, bên trong mướt và mịn luôn, mặt không sợ châm chích có chịu gì hết. Và ngày hôm nay 1394 em trước đơn nha mình luôn, chị còn có giá là 299.000 thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1394. Chị nào mình chưa có cái mẫu này của em thì mình comment liền phía dưới cho em cả nhà nha. 1394 với số điện thoại cho em là được. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1394. Chị nào mình chưa có cái mẫu này của em thì mình đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chờ hàng luôn. 1394 với số điện thoại các chị ơi. Váy mềm ha, mặt mát nè, co giãn cho mình. Rồi cái đầm này các chị mình mua về nhà mặc đi chơi Tết là đẹp khỏi chê luôn. Cận Tết rồi cả nhà ơi, chốt ngay em đầm này về mặc chơi Tết cả nhà. 1394 ngày hôm nay em chốt đơn hàng cho các chị mình luôn, chỉ có 299.000 đồng thôi. Chỉ có 299.000 đồng thôi, em sale liền trên livestream, em không áp dụng bên ngoài đâu. Đặt hàng thì mình comment liền phía dưới cho em mã số 1394 kèm số điện thoại cho em là được ha. Chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng. May một lớp khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng. Đợt hàng này về toàn là siêu phẩm thôi các chị ơi. Thích sườn xám có sườn xám, thích đầm body có body nè, thích đầm 70kg, 75kg có đầm 70, 75kg luôn. Đó, quá đẹp rồi, em lên đầm sọc cho mình đi. Nãy giờ lên, nãy giờ có lên hoa chưa các chị? Trời ơi, nãy giờ lên, à có hoa. Nãy giờ có hoa một ít nè, có đầm trơn rồi luôn, có đầm vét rồi luôn, giờ lên đầm sọc. Đầm một xíu này mình chấm bi nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1394. Đầm em đang mặc trên người mã số 1394, đầm vải siêu đẹp cho cả nhà mình luôn. Một cái em sườn xám, đẹp thôi là chưa đủ nha cả nhà, phải chất lượng nha. Đẹp chất lượng mà mặc lên mát cho các chị mình luôn. Trên váy sẽ tà hai bên cho các chị mình. Xuất sắc chưa? Rồi bây giờ mẫu đang mặc trên người 1394 chị có 299.000 đồng. Hàng này đủ size 40-68kg mặc vừa. Mã sản phẩm là 1394. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em 1394 với số điện thoại cho em là được ha. Em còn màu nữa nhưng mà để em kiểm tra coi còn không. Để em kiểm tra coi còn không. Rồi ok, em còn màu nữa nha. Mẫu này 1395. Mẫu này 1395 em còn size ML và XL. Ngôi sao, họa tiết ngôi sao có chị nào thích không? Thích thì mình còn bên phía dưới mặc thử. Họa tiết ngôi sao, cái em đang mặc trên người thì lấp lánh 7 màu. Còn cái này thì họa tiết ngôi sao. Họa tiết ngôi sao mã 1395. Cái này là em hết hàng tại size 2XL luôn. Và em chỉ còn size M, size L và size XL thôi. 40 cho tới tầm 62-63kg mặc đẹp cho em ha. Tại vì nó có co giãn cho mình ăn gian được tầm 2-3kg nữa ha. Rồi cái này 1395 đồng giá luôn 299.000 đồng. Chị nào mà mình mê cái đầm 1395 và qua nay mình đặt hàng không có thì ngay bây giờ mình lên đơn liền nha cả nhà ơi. Đẹp lắm. Chất nhung nè, phối ngôi sao nè. Đẹp lắm nha cả nhà. Cái đầm này nè, này hồi nãy em thấy em tưởng nó hết rồi em không có mặc lên á. Cái đầm này phải nói đẹp xuất sắc luôn. Còn chị nào mà mình không thích họa tiết ngôi sao, mình thích lấp lánh nhẹ nhàng thì đặt cái mẫu em đang mặc. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1394 cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác. Ưng ý cái mẫu nào của em thì mình comment liền phía dưới cho em mã số sản phẩm với số điện thoại, bên em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho các chị mình luôn. Tranh thủ đặt hàng sớm nha. Bây giờ em sẽ lên đầm sọc cho cả nhà mình. Đầm sọc voi mình mặc được hai kiểu. Em chào chị Thu Hà. Rồi chị Thùy Linh có đơn hàng, chị Thùy Linh dùng đơn 600.000 đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc cả nhà nha. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm, bên em tư vấn và chờ hàng, mã số với số điện thoại cho em là ok luôn. Rồi đây, thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1419. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1419 cổ tim nha cả nhà. Cổ tim tay ngắn nha, dán đầm phơm suông. Cổ tim tay ngắn dán đầm phơm suông, các chị mình thích mặc suông thì mình để như vậy mình mặc. Không á thì các chị mình mặc theo cái kiểu dáng xòe. Theo cái kiểu dáng xòe thì các chị mình lấy hai cái sợi dây này mình cột lại cho em. Các chị mình thích cột phía trước cũng được, thích cột phía sau cũng được nha. Thích cột chỗ nào cũng được hết trơn á. Cột trước cũng được, cột sau cũng được luôn nè. Đó. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số là 1419, chỉ có giá là 219.000 thôi. 1419 sale ngay cho các chị mình luôn, chỉ còn 219.000 đồng thôi à. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm. Cái chất voi này mặc rất là mát nha các chị. Đầm voi thì lúc nào mà cũng mát mẻ hết. Và em sẽ may cho các chị mình đầm voi thường là may hai lớp cho mình luôn. Kèm thêm cho cả nhà mình là hai cái túi ở hai bên. Và khóa kéo ẩn sẽ nằm đằng sau lưng ha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số là 1419.
Đó, cái chiếc von đồng để mặc phụ gối. Em cầm mấy 65 nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1419 chiếc von nha cả nhà ơi. Rồi cái màu này thì mặc lên cũng trắng luôn. Dáng đầm sọc cho mình, sọc suông xuống nha. Sọc đứng cho mình cho nên khi cái chị mình mặc lên thì dáng người của mình nhìn rất là gọn. Em may cho mình một lớp kèm thêm hai túi, khóa kéo sẽ nằm đằng sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1419. Chị nào mình chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng sớm sớm liền trên livestream em tư vấn và chờ hàng luôn. 1419 kèm số điện thoại chỉ có giá là 219.000 đồng thôi cả nhà nha. 219.000 đồng thôi cả nhà. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm. Bên em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho các chị mình luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là được. 1419 chỉ có giá là 219.000 đồng cả nhà nha. Đẹp xuất sắc 40kg cho tới 66kg mặc vừa. Đó, không thích cột em thì mình tháo cái sợi dây này ra. Vải thì nó mềm cực kỳ. Mềm, mướt nè, mịn nè và mặc rất là mát. Sọc dọc cho mình cái màu này mặc không sợ qua thời lỗi mốt gì hết nha cả nhà. Mình thích mặc suông thì mình để như vậy, mặc suông giá thoải mái 40-66kg. Đó, để như vậy mặc suông giá thoải mái, còn không thích mặc suông như vậy đúng không? Mình cột eo lại cho em, mặc cũng đẹp luôn. Mã số 1419 cả nhà nha, 29K. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha các chị mình cùng xem mẫu khác. Lên đầm hoa nha các chị ơi, nãy giờ là không có lên đầm hoa đúng không? Bây giờ sẽ lên cho mình cái đầm hoa. Đầm hoa hiện tại em đang có hai cái mẫu đầm này đang sale còn có 150 thôi. À, đủ size luôn, 40-66kg luôn, 66-67kg mặc vừa cho mình luôn. Hai màu, màu đỏ nè, màu nâu nè. Lên màu nâu thì nó sang, màu đỏ thì nó trẻ trung. Rồi em lên màu nâu cho mình ha, tại vì mỗi bữa em mặc màu đỏ không à. Nay lên màu nâu cái nhân lạ lạ chút xíu. Chị Hằng Đặng ok có đơn hàng 1419 luôn. 1419 mẫu em đang mặc trên người, hàng mới vừa về em sale cho chị luôn là còn 219.000 chị nha. 1419 kèm số điện thoại bên em tư vấn và chờ hàng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu đầm khác nữa. Mình ưng ý cái đầm nào của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha. Bên em tư vấn và chờ hàng. Mã số với số điện thoại cho em. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1337 cả nhà nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1337. Đầm thiết kế sẽ là cổ chữ U. Tay lỡ cho mình bo eo dáng xòe. May một lớp kèm hai túi có khóa kéo phía sau. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1337. Chị nào mình đặt hàng đầm này comment liền phía dưới cho em mã số với số điện thoại cho em là được. 1337 cái đầm này có hai màu. Thì hai màu thì sẽ là hai mã. Nếu như mà có hai màu á thì sẽ là hai mã số nha các chị ơi, các chị nhớ giúp em nha. Rồi 159.000 đồng hai màu. Màu thứ nhất là mẫu em đang mặc mã số là 1337. Màu thứ hai là màu hoa hồng đỏ, mã là 1340. Thì những cái mẫu hoa hồng này các chị mình mặc lên á là siêu sang, hoa hồng thì lúc nào cũng sang chảnh cực kỳ. Rồi 159.000, to giãn nhẹ nhàng cho các chị mình luôn. Kèm thêm hai túi khóa kéo ẩn đồng đằng sau lưng ha. Bây giờ 1337 mẫu em đang mặc nè. Đó, chị nào mà mình thích ga màu tối, ga màu trầm á thì mình đặt hàng cho em mẫu này mã số là 1337. Còn nếu như cả nhà mình thích một cái em đồng ga màu sáng một chút thì mình đặt cho em mẫu này đi. Mẫu này mã là 1340 ha. Mình đặt hàng comment liền phía dưới cho em nha cả nhà, mã số sản phẩm với số điện thoại cho em. Em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho các chị mình luôn. Nhanh tay có đơn nha cả nhà, chậm tay quá nó hết hàng uổng lắm nha. 1337 sale 159.000. 159.000 đồng em sale liền trên livestream không áp dụng bất ngờ. Dạ em chào chị Trang Trần ạ, chào cả nhà mình mới vô. Có co giãn nhẹ nhàng nha cả nhà ơi, mặc lên cực kỳ thích luôn. Rồi bây giờ lên cho mình cái mẫu chấm bi đi. Đó, rất là nhiều mẫu đẹp trong livestream ngày hôm nay. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm, em tư vấn cho hàng luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là được. Rồi, 2XL các chị ơi. Có chị nào mà mình thích mặc chấm bi mà size 2XL không ạ? Để em kiểm tra lại lần nữa nha. Để em kiểm tra lại lần nữa xem là mẫu chấm bi này nó còn cái size nhỏ hay không lấy mặc. Đây, ui, duy nhất còn 2XL luôn các chị ạ. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1337 nha. Chỉ còn có giá tiền là 159.000 đồng thôi. 159.000 đồng. Chị nào mình đặt hàng đầm này của em thì mình comment liền phía dưới cho em mã số là 1337 và kèm với số điện thoại liền em tư vấn và chờ hàng cả nhà nha. Thôi bài live này em sẽ lưu lại đi. Chị khách nào mình vào sau có thể coi lại bài live stream này hoặc là mình đón xem những bài live stream khác của bên em nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.